Rất là vui mừng khi được chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lần đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được cuộc sống giàu sang, đủ đầy, việc gì cũng thuận lợi, thuận buồm xuôi gió, có thể làm nên sự nghiệp hiển hách, đón nhiều vận may bất ngờ, tài lộc thăng hoa, trúng số đổi đời như ý. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, thầy tử vi báo trước cô chính xác. Tuần vàng hốt bạc tháng 10 âm lịch 2024, tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, gặp thời phất mạnh, đạp trúng hũ vàng, giàu nhanh như vũ bão, dạng người ngưỡng mộ. Kính thưa quý cô bác anh chị tuổi Nhâm Tý thân mến, trong chúng ta ai cũng hiểu rằng nhân quả luân hồi. Nếu chúng ta tạo phúc trong đời này mà không hưởng thụ thì chúng ta sẽ được nhận trong đời sau. Nếu chúng ta tạo nghiệp trong đời này thì chúng ta sẽ nhận được quả báo trong đời sau. Cổ nhân vẫn nói, sinh có hạn, tử bất kỳ. Trong cõi hồng trần cuồn cuộn này, chúng ta đều chỉ sống một khoảng thời gian trên đời. Nếu đó là những ngày tháng nhàn tản, an yên, thuận buồm xuôi gió, tiền tiêu thoải mái thì quả là viên mãn đúng không quý tín chủ. Vậy nhưng phần lớn cuộc đời chúng ta đều là những năm tháng tràn đầy vất vả gian truân. Nhiều người chìm ngập trong nợ nần, túng quẫn đến quá nửa cuộc đời, đa dậy còn bệnh tật triền miên. Giận đen kéo đến liên tiếp khiến bao tiền bạc tích góp được cũng bị trôi đi sạch. Bi thương hơn khi nhiều nhà vợ chồng tối ngày đánh chửi, cãi giả, con cái thì phá gia chi tử. Nhìn thiên hạ người ta vẫn ăn nên làm ra, sống kiếp đại gia, sung sướng, mà thấy cay đắng xót xa cho giận mình. Vậy nhưng nhờ đức năng thắng số mà đến nay họ lại được ơn trên soi tỏ tấm lòng, ban cho cơ hội đổi đời chỉ trong chớp mắt. Kính thưa quý cô bác anh chị, đặc biệt là quý mệnh chủ tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, trong video luận giải tử vi tháng 10 âm lịch năm Giáp Thìn 2024 này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem liệu con giáp tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 có gặp phải những khó khăn nào, vận hạn nào hay không. Mong rằng quý cô bác anh chị sẽ yêu thích video này và xem hết video để nắm bắt cơ hội vàng đổi đời, giàu có, cuộc đời sang trang quý vị nhé. Có duyên biết mệnh, tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 gặp thời phất mạnh, đạp trúng hũ vàng, giàu nhanh như vũ bão tháng 10 âm lịch. Tổng quan tử vi tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 trong tháng 10 âm lịch. Bước vào tháng Ất Hợi, tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 báo hiệu một tháng đầy thuận lợi và suôn sẻ trong sự nghiệp. Mọi công việc trong tầm kiểm soát của bạn, không còn những lo lắng bất ngờ. Sự khiêm nhường và cẩn trọng là điểm sáng nổi bật của bạn trong giai đoạn này. Bạn biết lắng nghe ý kiến từ những người xung quanh, không chỉ để hoàn thiện công việc mà còn để nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng sự ổn định và cân bằng. Về phương diện tình duyên, sao Bách Diệt chủ đào hoa chiếu mệnh dự báo tháng này bạn sẽ đón nhận những khoảnh khắc tình cảm đặc biệt. Đối với những ai đang độc thân, đây là thời gian của những cơ hội mới, những mối quan hệ đẹp đẽ nảy nở. Tuy nhiên, với những người đã có gia đình cần phải thật cẩn trọng, đôi khi sự đào hoa quá mức lại mang đến cám dỗ. Hãy giữ vững lòng chung thủy và tránh xa những điều có thể gây hại cho hạnh phúc gia đình bạn. Một bước đi sai lầm có thể ảnh hưởng lớn đến sự yên bình mà bạn đã xây dựng bấy lâu nay. Nguyệt lệnh trường sinh mang lại cho bạn sự bình an trong tâm hồn, làm dịu lại mọi xáo trộn trong cuộc sống. Trái tim nhân hậu và hòa ái giúp bạn vượt qua mọi sóng gió mà không để lại tổn thương. Bạn đã học cách buông bỏ, không để những điều nhỏ nhặt làm phiền lòng. Thời gian này, bạn trở nên điềm tĩnh hơn bao giờ hết, biết quản trị cảm xúc, giữ được sự lạc quan và tỉnh táo. Điều này giúp bạn tránh xa những suy nghĩ tiêu cực, giữ cho tâm hồn luôn nhẹ nhàng, từ đó tăng cường khả năng đối mặt với mọi thử thách trong cuộc sống. Tháng này cũng là thời điểm bạn có cơ hội nhìn lại những gì đã qua với một cái nhìn thấu đáo hơn,
Những bất công hay hành xử không đúng từ người khác không còn làm bạn phiền lòng. Với tư duy tích cực, bạn trở nên sáng suốt hơn, biết cách xử lý mọi tình huống với sự khôn ngoan và bình tĩnh. Điều này không chỉ giúp các quyết định liên quan đến công việc của bạn trở nên thuận lợi, mà còn mang lại sự thành công và kết quả tốt đẹp. 1. Tử vi sự nghiệp tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, tháng 10 năm 2024. Trong tháng 10 năm 2024 âm lịch, con giáp tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 sẽ dành toàn bộ tâm huyết cho con đường sự nghiệp. Tuy nhiên, bạn cũng cần nhìn lại và nhận ra rằng công việc không nên lấn át cả sức khỏe và tình cảm cá nhân. Bản mệnh có thể dễ dàng rơi vào trạng thái mất cân bằng nếu không biết phân bổ thời gian hợp lý giữa công việc và cuộc sống riêng. Hãy lắng nghe cơ thể mình, dành thời gian nghỉ ngơi và hãy nhớ rằng cuộc sống là sự hòa hợp của nhiều yếu tố, không chỉ mỗi thành công trong sự nghiệp. Một cách để duy trì sự cân bằng đó là thiết lập kế hoạch làm việc chi tiết, phân chia thời gian rõ ràng cho từng công việc, từng mục tiêu. Việc lên kế hoạch này không chỉ giúp bạn có thể hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn, mà còn giúp bạn kiểm soát cuộc sống một cách nhẹ nhàng và thoải mái hơn. Thời điểm này cũng là cơ hội để bạn thể hiện quan điểm cá nhân một cách mạnh mẽ và rõ ràng hơn tại nơi làm việc, khi bạn bày tỏ ý kiến của mình với đồng nghiệp. Đừng ngại ngần hay lo sợ bị phản đối, điều này có thể mang lại cho bạn những kết quả bất ngờ, tạo ra sự tôn trọng và tín nhiệm từ những người xung quanh, mở ra những cơ hội mới đầy hứa hẹn. Ngoài ra, sự hiện diện của Tam Hội trong tháng này cũng mang đến những cơ hội hợp tác đầy triển vọng. Bạn sẽ có cơ hội gặp gỡ và làm việc với những đối tác, chia sẻ cùng mục tiêu, lý tưởng. Điều này sẽ giúp bạn thêm phần tự tin trong việc ký kết hợp đồng, mở rộng quy mô làm ăn. Những mối quan hệ mới này không chỉ thúc đẩy sự nghiệp của bạn, mà còn giúp bạn tạo ra mạng lưới hỗ trợ mạnh mẽ, thúc đẩy sự phát triển bền vững. Bên cạnh công việc, việc tham gia vào các hoạt động ngoài trời như dã ngoại, thể thao hay các hoạt động thư giãn khác sẽ giúp bạn tái tạo năng lượng một cách hiệu quả. Thậm chí trong những khoảnh khắc giải trí ấy, bạn có thể khám phá ra những tiềm năng ẩn sâu bên trong mình mà trước đây chưa từng nhận ra. Đây cũng là cơ hội để bạn cảm thấy mới mẻ, đầy sức sống hơn, giúp tinh thần phấn chấn trở lại. Trong chuyên môn, bạn sẽ được giao phó những nhiệm vụ mới đầy thú vị, đòi hỏi sự sáng tạo và khả năng thích ứng cao. Sự xuất hiện của một người đồng hành mới, có thể là đồng nghiệp hoặc đối tác, sẽ giúp bạn vượt qua những giai đoạn trầm lắng. Nhờ sự cởi mở trong tư duy, bạn sẽ sẵn sàng lắng nghe và cân nhắc những ý kiến mới mẻ, giúp công việc của mình tiến triển một cách tích cực và hiệu quả hơn. 2. Tử vi tài lộc tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, tháng 10 năm 2024. Trong tháng 10 năm 2024 âm lịch, tài lộc của con giáp tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 sẽ có nhiều điểm nhấn đáng chú ý. Đây là khoảng thời gian mà bạn sẽ tập trung nhiều vào việc lập kế hoạch tài chính cá nhân, đặc biệt là cho những dự án dài hạn mà bạn đã ấp ủ. Tuy nhiên, sự thận trọng trong quản lý tiền bạc là điều cần thiết vào lúc này. Bạn cần ưu tiên việc tiết kiệm và đầu tư thay vì tiêu xài vào những thứ xa xỉ không thực sự cần thiết. Đây không chỉ là cách bảo vệ tài sản của mình mà còn giúp bạn xây dựng nền tảng tài chính vững chắc hơn trong tương lai. Mặc dù bạn đang tập trung vào việc tiết kiệm, nhưng tháng này cũng mang đến cho bạn nhiều cơ hội kiếm tiền mới. Điều quan trọng là đừng đánh giá thấp giá trị của bản thân. Những kỹ năng, kiến thức và tài năng mà bạn đã tích lũy không nên bị lãng phí. Thay vào đó, hãy tận dụng chúng để tạo ra thu nhập. Đừng coi việc mình giỏi ở một lĩnh vực nào đó là điều đương nhiên, mà hãy tìm cách khai thác nó để mang lại lợi ích tài chính. Sự xuất hiện của thực thần trong tháng này là một điểm lành cho tài lộc của bạn. Những buổi gặp gỡ, dù là trong các tình huống bình thường như một bữa ăn, cũng có thể trở thành cơ hội để bạn nảy sinh những ý tưởng mới mẻ, mang tính chất ra tiền. Đây là thời điểm mà những ý tưởng đó có thể giúp bạn thực hiện các kế hoạch tài chính một cách hiệu quả. Thậm chí, những người bạn cũ, người thân hay đồng nghiệp hiện tại cũng có thể trở thành đối tác làm ăn trong tương lai, nếu hai bên có cùng chí hướng, tạo ra sự kết nối mạnh mẽ và đầy tiềm năng. Tuy vậy, việc thành công về tài lộc không chỉ đến từ các cơ hội bên ngoài, mà còn nằm ở khả năng quản lý và sử dụng tài sản của bạn. Bạn cần biết chọn lọc các cơ hội đầu tư một cách thông minh, không nên quá vội vàng trước những lời mời gọi hấp dẫn. Hãy để sự điềm tĩnh và sáng suốt dẫn lối, giúp bạn duy trì tài chính ổn định và vững vàng hơn. 3.
Tử Di sức khỏe tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 tháng 10 năm 2024. Trong tháng 10 năm 2024 âm lịch, sức khỏe của con giáp tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 có những dấu hiệu không mấy khả quan. Bạn có thể cảm nhận được cơ thể mình dễ bị khô khan, từ họng, mũi cho đến làn da. Những triệu chứng này có thể làm bạn cảm thấy khó chịu, ảnh hưởng tới sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, việc bổ sung đủ nước cho cơ thể là vô cùng quan trọng. Đừng đợi đến khi cảm thấy khát mới uống, mà hãy tạo thói quen uống nước đều đặn để duy trì sự cân bằng và độ ẩm cho cơ thể. Thời tiết thay đổi cũng làm làn da trở nên khô ráp hơn. Bạn cần chú ý đến việc dưỡng ẩm cho cả mặt và cơ thể. Sử dụng kem dưỡng ẩm thường xuyên không chỉ giúp da bạn mềm mại, mà còn bảo vệ khỏi những tác động từ môi trường. Đừng quên rằng, ngay cả trong những ngày râm mát, việc sử dụng kem chống nắng vẫn rất cần thiết. Thói quen này sẽ giúp bạn bảo vệ làn da khỏi tác hại của tia UV, vốn vẫn tồn tại ngay cả khi trời không nắng gắt. Áp lực công việc có thể khiến bạn dễ dàng rơi vào trạng thái làm việc quá sức mà không hề nhận ra. Khi bạn tập trung cao độ vào công việc, có thể bạn khó có thể dứt ra. Điều này khiến cơ thể dần kiệt quệ mà tinh thần cũng trở nên mệt mỏi hơn. Hãy biết khi nào cần dừng lại để cho cơ thể và tinh thần có thời gian nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng. Đừng đợi đến khi cơ thể lên tiếng báo động mới nghĩ đến việc nghỉ ngơi, bởi kiệt sức sẽ gây hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe lâu dài. Sự xuất hiện của nhị hắc nhập cung Đông Nam trong tháng này là một lời cảnh báo về tình trạng sức khỏe. Theo phong thủy, điểm báo này cho thấy con giáp Nhâm Tý có nguy cơ gặp phải các vấn đề liên quan đến đường hô hấp như cảm lạnh, viêm họng hay các bệnh về phổi. Chính vì vậy, hãy chú ý đến việc giữ ấm cơ thể khi thời tiết trở lạnh, đặc biệt vào buổi tối hoặc sáng sớm. Cũng đừng quên tăng cường sức đề kháng bằng việc bổ sung thực phẩm giàu vitamin và khoáng chất, giúp cơ thể chống lại bệnh tật. Ngoài ra, hãy lắng nghe cơ thể của mình nhiều hơn. Đôi khi việc chăm sóc sức khỏe không chỉ là ngăn chặn bệnh tật, mà còn là cách bạn yêu thương và quan tâm đến chính mình. Một chế độ ăn uống hợp lý kết hợp với nghỉ ngơi đầy đủ và thư giãn tinh thần sẽ giúp bạn vượt qua tháng này một cách khỏe mạnh và an toàn hơn. 4. Tử Vi tình duyên tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 năm 2024. Trong tháng 10 năm 2024 âm lịch, tình duyên của con giáp tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 có nhiều cung bậc cảm xúc cần lưu ý. Đặc biệt, khả năng quản lý cảm xúc sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự hài hòa trong các mối quan hệ. Thời điểm này, bạn cần khéo léo hơn trong việc bộc lộ cảm xúc cá nhân, tránh để những cảm xúc bộc phát không kiểm soát gây ra những hiểu lầm không đáng có. Hãy nhắc nhở và thật cẩn trọng trước khi bày tỏ bất cứ điều gì, bởi những lời nói ra trong lúc thiếu tỉnh táo có thể làm rạn nứt mối quan hệ mà bạn đang vun đắp. Đáng chú ý, tháng này còn mang đến một điểm báo tích cực liên quan đến con cái. Nếu gia đình bạn đang mong chờ sự xuất hiện của một thành viên mới hoặc có kế hoạch sinh con, đây là thời điểm vô cùng thuận lợi. Tử Vi cho thấy lộc con cái sẽ xuất hiện, mang lại niềm vui và sự hạnh phúc cho những ai đang mong chờ tin vui trong việc sinh nở. Đây cũng là cơ hội để gia đình thêm phần khăng khít, gắn bó trong niềm vui đón chào thành viên mới. Tuy nhiên, không phải mọi chuyện trong tình duyên đều diễn ra suôn sẻ. Sẽ có những lúc cả hai người xảy ra những tranh cãi nhỏ nhặt, những mâu thuẫn từ sự khác biệt trong suy nghĩ và cảm nhận. Thay vì căng thẳng hay cố gắng tranh thắng, hãy sử dụng những lúc đó để suy ngẫm lại mong muốn thật sự của bản thân trong mối quan hệ này. Điều gì đang khiến bạn phiền lòng? Liệu bạn có đang quá khắt khe với đối phương hay không? Đôi khi, sự chia sẻ chân thành lại là chìa khóa giúp cả hai hiểu và cảm thông với nhau hơn. Việc duy trì một mối quan hệ yêu thương lâu dài không chỉ dựa vào tình cảm ban đầu mà còn cần sự kiên nhẫn, thấu hiểu và đặc biệt là khả năng lắng nghe. Đừng cảm thấy mình phải luôn tỏ ra mạnh mẽ, bởi đôi khi việc chia sẻ những cảm xúc thật lòng sẽ làm đối phương thêm hiểu và quý trọng bạn hơn. Hãy tin rằng, sự đồng cảm và chia sẻ là điều cần thiết để giúp cả hai vượt qua những thử thách trong mối quan hệ, giúp tình yêu thêm bền chặt. 5. Cẩm nang dượng vận cho tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 trong tháng 10 năm 2024 âm lịch. Khẩu quyết, hãy tự lực, vì đó là cách để bạn trưởng thành nhanh nhất. Quý nhân, Mùi, Dậu. Tiểu nhân, Thân, Hợi. Màu sắc may mắn, tím, trắng. Và tiếp theo chương trình sẽ là phần luận giải chi tiết những cơ hội và thay đổi đáng chú ý trong từng tuần cùng với cẩm nang dượng vận trong tháng 10 âm lịch 2024.
của tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972. Điều này sẽ giúp cho quý cô bác anh chị biết được thời điểm nào trong tháng 10 âm lịch thì xuất hiện tuần lễ vàng. Tử vi tuần đầu của tháng 10 âm lịch cho tuổi Nhâm Tý sinh 1972. Người tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 thuộc mệnh Tang Đố Mộc. Dưới đây là dự đoán tử vi của người tuổi Nhâm Tý trong tuần đầu tiên của tháng 10 âm lịch. Tuần này, người tuổi Nhâm Tý có nhiều biến động tích cực trong cuộc sống. Nhâm Tý sẽ cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt trong công việc, tài chính và tình cảm. Những nỗ lực trước đây của bạn bắt đầu đem lại kết quả, mang lại cảm giác hài lòng và tự tin. Trong tuần đầu của tháng 10 âm lịch, người tuổi Nhâm Tý sẽ gặp nhiều thuận lợi trong công việc. Các dự án đang dang dở sẽ có tiến triển tốt. Bạn có cơ hội để thể hiện năng lực của mình và nhận được sự công nhận từ đồng nghiệp và cấp trên. Khuyến nghị, hãy tập trung vào các nhiệm vụ quan trọng và không ngại ngần nhận thêm trách nhiệm. Đây là thời điểm tốt để bạn chứng tỏ khả năng lãnh đạo và quản lý của mình. Sự cẩn trọng và kỹ lưỡng trong công việc sẽ giúp bạn tránh được những sai sót không đáng có. Về mặt tài chính, tuần này có dấu hiệu khởi sắc. Những khoản đầu tư trước đây bắt đầu sinh lời hoặc Nhâm Tý nhận được những khoản thu ngoài dự kiến. Điều này mang lại cảm giác an tâm và hài lòng về mặt tài chính. Khuyến nghị, mặc dù tài chính đang tốt lên, Nhâm Tý nên cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra các quyết định đầu tư lớn. Hãy lập kế hoạch chi tiêu hợp lý để duy trì sự ổn định tài chính trong tương lai. Tuần này, người tuổi Nhâm Tý sẽ có nhiều khoảnh khắc đáng nhớ bên gia đình và người thân. Tình cảm gia đình ấm áp, hòa thuận, mang lại cảm giác yên bình và hạnh phúc. Đối với những người độc thân, đây là thời điểm tốt để mở lòng và đón nhận những mối quan hệ mới. Khuyến nghị, hãy dành thời gian quan tâm, chăm sóc và chia sẻ với người thân yêu của bạn. Sự chân thành và cởi mở sẽ giúp tình cảm gia đình thêm bền chặt. Đối với những người đang tìm kiếm tình yêu, hãy tự tin và chủ động trong việc tạo dựng mối quan hệ. Sức khỏe của Nhâm Tý trong tuần này khá ổn định. Tuy nhiên, do khối lượng công việc có thể tăng lên, bạn cần chú ý đến việc cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi để tránh mệt mỏi, căng thẳng. Khuyến nghị, hãy duy trì lối sống lành mạnh, ăn uống đủ chất và đảm bảo giấc ngủ đủ. Việc tham gia các hoạt động thể dục, thể thao sẽ giúp bạn tăng cường sức khỏe và tinh thần minh mẫn. Lời khuyên cho tuần. Tuần đầu tháng 10 âm lịch là thời điểm thuận lợi để người tuổi Nhâm Tý tận dụng cơ hội và phát triển bản thân. Hãy giữ vững tinh thần lạc quan, kiên trì và không ngừng nỗ lực. Sự cẩn trọng, kỹ lưỡng và chủ động trong mọi tình huống sẽ giúp bạn đạt được những kết quả mong đợi. Tuần này hứa hẹn mang đến nhiều niềm vui và thành công cho người tuổi Nhâm Tý. Hãy tận dụng mọi cơ hội và luôn giữ tinh thần tích cực. Bạn sẽ thấy cuộc sống trở nên tươi đẹp và ý nghĩa hơn. Chúc bạn có một tuần tuyệt vời. Quý nhân, thân, sửu. Tiểu nhân, mùi, dậu. Màu sắc may mắn, đen, trắng. Con số may mắn, 96, 54, 24, 10. Tiếp theo là tử vi tuần thứ 2 tháng 10 âm lịch cho tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 như sau. Người tuổi Nhâm Tý có điềm báo hao hụt tiền bạc đáng kể trong tuần này do sự xuất hiện của hung tinh đại hao. Đây là một thách thức không nhỏ cho các kế hoạch kiếm tiền, đầu tư, kinh doanh của bản mệnh, đặc biệt với dân buôn bán làm ăn. Vận trình sự nghiệp của tuổi Nhâm Tý cũng nảy sinh nhiều vấn đề. Thời điểm này cần phải tập trung hơn vào những việc mình làm thì mới tránh được những rắc rối có thể xảy ra. Con giáp này nên nhớ cấp trên chỉ nhìn vào kết quả cuối cùng để đánh giá, nên đừng khiến mọi việc phức tạp thêm. Tuần này, bản mệnh còn được nhắc nhở thận trọng với kẻ xấu, vì có tiểu nhân vẫn đang chờ đợi lúc bạn sơ hở để lừa gạt tiền bạc. Tuần này có vẻ là một tuần không mấy khả quan đối với con giáp này, mọi thứ diễn ra với một nhịp độ rất chậm, tai họa luôn rình rập. Về tình cảm, mối quan hệ đôi lứa cũng chẳng khá hơn là mấy. Khi tuổi Nhâm Tý vừa nhạy cảm vừa đa nghi khiến nửa kia thấy ngột ngạt, khó chịu, nếu cả hai không cùng chia sẻ với nhau thì chẳng mấy chốc vết rạn nứt sẽ rộng ra và mối quan hệ có nguy cơ tan vỡ. Quý nhân, thìn, sửu. Tiểu nhân, mùi, ảo. Màu sắc may mắn, bạc, 8. Con số may mắn, 25, 38, 96, 57. Tử vi tuần 3 của tháng 10 âm lịch cho tuổi Nhâm Tý sinh 1972. Chịu tác động của hung tinh ngũ quỷ,
Công việc trong tuần mới của người tuổi Nhâm Tý không được lý tưởng cho lắm. Với tính chất lặp đi lặp lại và thiếu động lực trầm trọng, Nhâm Tý bắt đầu có cảm giác chán môi trường làm việc hiện tại và muốn chuyển đổi để có cơ hội mới. Trong quá trình làm việc, những chú chuột cũng gặp không ít khó khăn. Con giáp này không gặp vấn đề về chuyên môn trong công việc, nhưng khi làm theo nhóm, phải kết hợp với nhau thì lại có khúc mắc do mỗi người một ý, không chịu lắng nghe ý kiến của tập thể. Tài lộc có phần giảm sút, khó tránh khỏi tình trạng hao tài, tốn của. Có nhiều thời điểm trong tuần bản mệnh được các tinh ứng cứu, mang tới nguồn thu nhập không hề tồi. Tuy nhiên, các việc chi tiêu phát sinh quá nhiều, nên tiền vào tay rồi lại đi ngay, khó mà tích lũy được. Chuyện tình cảm cũng gây ra không ít muộn phiền cho tuổi Nhâm Tý. Người độc thân dù đã dành thời gian đi gặp gỡ nhiều đối tượng, nhưng chưa thực sự khiến bản mệnh rung động. Tổn thương trong quá khứ vẫn hằn sâu trong tâm trí, khiến bạn khó mở lòng với người khác. Quý nhân, thân, hợi. Tiểu nhân, mão, dậu. Màu sắc may mắn, đen, xanh da trời. Con số may mắn, 68, 70, 02, 41. Sau cùng là tử vi tuần 4 của tháng 10 âm lịch cho tuổi Nhâm Tý sinh 1972. Tử vi tuần mới của 12 con giáp cho biết, tuần này người tuổi Nhâm Tý có sự chủ động hơn nên vận trình cũng có đôi chút chuyển biến. Tuy chưa thực sự đột phá nhưng cũng là tín hiệu đáng mừng. Nhìn chung, Nhâm Tý đang cố gắng thoát khỏi vùng an toàn của chính mình và ra sức thử nghiệm nhiều vai trò mới trong tập thể. Nhiều người xung quanh đều có thể cảm nhận rõ rằng Nhâm Tý đang dần rũ bỏ hình tượng cứng nhắc của mình để trở nên năng động, hoạt bát và sáng tạo hơn. Đây được xem là sự thay đổi lớn nhất mà bạn có được trong khoảng thời gian này. Nếu Nhâm Tý có thể duy trì tinh thần lạc quan như hiện tại, bạn sẽ sớm đón nhận được nhiều tin vui. Tuy nhiên, tiểu hao cảnh báo nguy cơ mất tiền trong tuần này, bản mệnh vẫn nên thận trọng hơn trong việc kinh doanh, chi tiêu. Thời gian này không thích hợp để dồn quá nhiều tiền vào một dự án mạo hiểm. Các việc liên quan đến giấy tờ, sổ sách cũng nên rạch ròi. Phương diện tình cảm có chút ảm đạm, khi không có dấu hiệu nào cho thấy nó có cơ hội thăng hoa, thậm chí các cặp đôi liên tiếp xích mích, mâu thuẫn và cảm thấy thất vọng về nhau. Sự bất mãn này đã có từ lâu, chẳng qua là được dịp này thì bùng phát dữ dội mà thôi. Quý nhân, Sửu, Hợi. Tiểu nhân, Tuất, Ngọ. Màu sắc may mắn, xanh dương, trắng. Con số may mắn, 99, 80, 64, 21. Tiếp nối chương trình là tử vi tuổi Nhâm Tý tháng 10 âm lịch, những tuổi tương hợp và xung khắc trong hợp tác làm ăn. Tuổi Nhâm Tý và tuổi Tý. Tuổi Tý đại diện cho sự quyền lực và trí tuệ. Những người này có thói quen tích lũy của cải cho bản thân. Những gì là của họ thì người khác tuyệt đối không được tranh giành. Họ sẽ có thể cùng nhau xây dựng sự nghiệp, cùng nhau phát triển, giúp đỡ nhau trong những lúc khó khăn. Những người này có thể dễ dàng đạt được thành công trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong các công việc đòi hỏi tư duy logic, sáng tạo và khả năng tổ chức, quản lý công việc. Tuổi Nhâm Tý và tuổi Sửu. Sự kết hợp của người tuổi Tý và tuổi Sửu đem lại sự ăn ý và hiệu quả. Tuổi chuột thông minh, mưu trí, còn tuổi Sửu có sức khỏe, thể chất. Nếu thành một cặp đôi họ có thể bù trừ, khắc phục nhược điểm của nhau. Tuy nhiên đó là trên phương diện bạn bè, đối tác làm ăn. Còn trong tình yêu, Tý và Sửu sẽ không tìm được tiếng nói chung. Tuổi Nhâm Tý và tuổi Dần. Sự hợp tác làm ăn của tuổi Nhâm Tý và tuổi Dần chưa chắc đã đem lại hiệu quả cao. Hai người này dường như tỏ ra ganh đua với nhau trong vị trí đứng đầu. Hổ sẽ tỏ ra uy quyền, sức mạnh của mình để khiêu chiến với chuột. Nhưng con chuột nhỏ bé, nhanh nhẹn, cũng sẽ không chịu thua bất kỳ ai. Tuổi Nhâm Tý và tuổi Mão. Tuổi Nhâm Tý và tuổi Mão có thể trở thành những người tri kỷ thực sự trong cuộc đời nhau. Họ sẽ giúp đỡ lẫn nhau trong nhiều lĩnh vực và hầu như không bao giờ to tiếng tranh cãi lẫn nhau. Tuổi Mão trung thành và luôn nhường nhịn tuổi Tý. Bù lại tuổi Tý lại luôn giúp đỡ, chia sẻ những kinh nghiệm quý báu trong công việc cho người tuổi Mão. Tuổi Nhâm Tý và tuổi Thìn. Trong công việc, mỗi khi tuổi Thìn gặp khó khăn thì người tuổi Tý luôn là những trợ thủ đắc lực nhất. Ngược lại, người tuổi Tý cũng rất cần những ý kiến, lời khuyên chân thành của tuổi Thìn. Hai người này nếu kết hợp trong làm ăn sẽ đem lại hiệu quả cao trong công việc. Tuổi Nhâm Tý và tuổi Tỵ. Chuột khá thông minh, nhanh nhẹn và tháo giác. Ngược lại, rắn lại tỏ ra lề mề, chậm chạp,
Điều đó khiến cho chuột cảm thấy bức xúc, khó chịu. Bên cạnh đó, sự thúc giục của chuột cũng khiến rắn rối loạn. Trong lĩnh vực nghề nghiệp, họ cũng sẽ trở thành những đối tác làm ăn, trợ thủ đắc lực của nhau. Tuổi Nhâm Tý và tuổi Ngọ. Trên phương diện hợp tác làm ăn, sự kết hợp của người tuổi Tý và tuổi Ngọ đem lại hiệu quả khá cao. Tuổi Tý có con mắt nhìn xa trông rộng và sự nhạy bén khi giải quyết vấn đề. Còn tuổi Ngựa sẽ mang lại những ý tưởng sáng tạo tuyệt vời, giúp đỡ người tuổi Tý. Họ sẽ cùng nhau xây dựng và phát triển sự nghiệp vững bền. Tuổi Nhâm Tý và tuổi Mùi. Nếu hợp tác làm ăn kinh doanh, thì hai người này sẽ xây dựng được sự nghiệp vững vàng và đạt được nhiều thành công vang dội. Tý và Mùi tuy không cùng tiếng nói chung nhưng lại bổ trợ, giúp đỡ, trao dồi kinh nghiệm lẫn nhau. Người tuổi Tý sẽ học hỏi được những ý tưởng độc đáo, sáng tạo của tuổi Mùi. Ngược lại, người tuổi Mùi sẽ học tập được những kỹ năng làm việc nhanh nhẹn, tháo vát của tuổi Tý. Tuổi Nhâm Tý và tuổi Thân. Nếu tuổi Tý và tuổi Thân hợp tác làm ăn với nhau, công việc của họ sẽ diễn ra khá suôn sẻ và thuận lợi. Hai tuổi này có tiếng nói chung, ăn ý nhau trong từng suy nghĩ và hành động. Mâu thuẫn rất hiếm khi xảy ra. Dù có xảy ra chuyện đó thì Tý và Thân luôn biết cách giải hòa, nhường nhịn lẫn nhau. Tuổi Nhâm Tý và tuổi Dậu. Trên phương diện làm ăn, hai tuổi này sẽ đem lại cho nhau sự may mắn và thuận lợi. Họ là những người có lập trường và ý chí quyết tâm cao. Khi trở thành đối tác làm ăn, họ sẽ cùng nhau cố gắng và phát triển. Tuổi Nhâm Tý và tuổi Tuất. Trên phương diện tình bạn, tuổi Tý và tuổi Tuất sẽ là một cặp tri kỷ của nhau. Tuổi Tý tìm được ở tuổi Tuất sự trung thành, tin cậy và hết lòng vì bạn bè. Hai con giáp này sẽ không bao giờ phản bội, nghi ngờ lẫn nhau. Ngược lại, họ có sự gắn bó thân thiết, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau. Nếu trở thành đối tác kinh doanh, hai con giáp này sẽ dễ dàng đạt được thành công như ý muốn. Tình bạn khác giới giữa tuổi Tý và tuổi Tuất rất dễ phát triển thành một tình yêu đích thực. Họ thấu hiểu nhau và cảm thấy bị thu hút bởi đối phương. Người tuổi Tuất sẽ luôn ở phía sau, là hậu phương vững chắc cho sự nghiệp của tuổi Tý. Tuổi Nhâm Tý và tuổi Hợi. Nếu như chuột là con vật giành được vị trí đầu tiên trong 12 con giáp, thì lợn lại là con vật về đích cuối cùng. Người tuổi Tý nhanh nhẹn, tháo vát bao nhiêu, thì tuổi Hợi lại chậm chạp, lề mề bấy nhiêu. Mối quan hệ hợp tác làm ăn của hai con giáp này cũng sẽ gặp nhiều khó khăn và thường không lâu dài. Tuổi Tý cho rằng người tuổi Hợi rất lười biếng và họ đang cản trở con đường đi tới thành công của mình. Người tuổi Hợi thì luôn cảm thấy tuổi Tý thật kiêu ngạo, khoa trương. Mối quan hệ hợp tác của hai tuổi này dễ dẫn tới những mâu thuẫn, đấu tranh. Thưa quý cô bác thân mến, cổ nhân xưa có câu, tướng tùy tâm sinh, cảnh tùy tâm chuyển. Trong tháng 10 âm này, cô bác Nhâm Tý gặp nhiều may mắn, tài lộc rực rỡ. Tuy nhiên, với những Nhâm Tý có tướng mặt này sẽ đuổi giận may đi, nhưng nếu sửa được tiền bạc sẽ ùn ùn đổ về. Quý tín chủ hãy xem mình có những đặc điểm đó hay không nhé. 1. Lúc nói miệng méo, lệch. Một trong những tướng người đuổi giận may đi mà ít ai biết đó là lúc nói miệng họ bị méo hoặc lệch đi. Cho dù bình thường miệng của họ không như thế, đặc điểm thường thấy là hai môi không cân xứng, vênh lệch sang hẳn bên trái hoặc phải, thấy rõ nhất khi nói hoặc cười. Khi soi gương, miệng lệch khiến gương mặt thiếu cân đối, kém thẩm mỹ, ngoài ra còn ảnh hưởng tiêu cực đến vận số của người đó. Xét theo diện mạo, thì một người có vận mệnh tốt thì ngũ quan cần cân đối. Miệng là một trong năm ngũ quan, bên cạnh tai, mắt, lông mày, mũi, nếu lệch thì vận số cũng sẽ bị ảnh hưởng theo chiều hướng xấu. Theo nhân tướng học, người miệng lệch méo thì lời nói thường không trung thực. Chỉ những ai đã làm bạn lâu năm với những người này mới biết bản chất thật của họ. Bình thường những người này cười nói đều tạo cảm giác giả tạo, đôi lúc nói ra những lời xúi quẩy hoặc thô tục để trút bớt đi những tức giận, buồn phiền trong lòng bỗng đâu ập đến trong cuộc sống. Điều này có thể là vô ý hoặc cho thấy họ không giỏi trong việc kiểm soát cảm xúc. Nếu có điểm tướng mạo này thì tốt nhất nên tu khẩu nghiệp để tránh tai họa cho bản thân lẫn rắc rối cho người khác. Nên tập cách bỏ tật xấu miệng nói những lời không hay, vì nó có thể khiến vận mệnh của bạn trở nên lao đao, khó lường. Ngoài ra, nếu sở hữu tướng xấu này nên quyết tâm thay đổi bằng cách tập nói, cười trước gương để căn chỉnh lại khuôn mặt của mình. Một khi thói quen nói lệch miệng này được loại bỏ, thì cuộc đời của bạn sẽ hanh thông. 2. Sử dụng quá nhiều ngôn ngữ cơ thể. Sử dụng ngôn ngữ cơ thể là cần thiết, nhưng nếu bạn cứ khua chân múa tay quá nhiều, lắc đầu, bắt chéo chân, bịt tai, nhắm mắt hay đảo mắt liên tục,
Tất cả đều là những dấu hiệu khó chịu khiến người cảm khác cảm thấy rằng bạn đang không thực sự chú ý vào câu chuyện họ đang nói. Khoanh tay hoặc khoanh chân ở một mức độ nào đó cho thấy bạn không muốn đón nhận những gì người khác đang nói. Gật đầu lia lịa tạo ra những nghi ngờ không đáng có. Giơ đầu bứt tóc trong các cuộc đối thoại có nghĩa bạn đang lo lắng điều gì đó. Thỏng dai là một dấu hiệu của sự thiếu tôn trọng. Những cử chỉ trên tưởng là nhỏ, nhưng thường là nguyên nhân khiến bạn khó ký kết những hợp đồng quan trọng. Bạn bè thiếu niềm tin ở bạn hoặc thậm chí có kẻ cho rằng bạn bất tài, thiếu kiểm soát trong suy nghĩ và hành động. Tài lộc chỉ ghé thăm những ai có thái độ phù hợp, tạo cảm giác tin tưởng cho người đối diện. Vì thế, hãy học lại cách sử dụng ngôn ngữ cơ thể ở mức vừa phải thôi bạn nhé. 3. Rung chân khi ngồi. Tướng những người rung chân khi ngồi được xem là tướng người đuổi giận may đi. Do đó, bạn hoặc con cái mình đang có tướng xấu này thì cần tìm cách sửa ngay lập tức. Không phải ngẫu nhiên mà cổ nhân có câu: người hay rung ắt sẽ nghèo, cây hay rung ắt sẽ đổ. Đó là thói quen xấu khiến thần tài tránh xa mà chúng ta nên lưu ý. Thực tế cho thấy, những ai có thói quen rung chân thì tâm lý của họ không vững, khả năng quyết định không tốt, thiếu đi sự quyết đoán, thế nên trong vấn đề tài chính họ cũng không dứt khoát, hay để mất các cơ hội hoặc không đủ khả năng xử lý các vấn đề khó khăn, cho nên người này đối với vấn đề xử lý tài chính khá kém, bởi vậy tiền bạc kiếm chậm mà khó khăn. Nếu nam giới có thói quen rung đùi, anh ta khó có thể trở nên giàu có, thành đạt. Phái nữ hay rung đùi thường gặp khó khăn trong vấn đề tình cảm. Ngoài ra, việc rung chân vô thức hành động này lại vô tình biểu hiện cho thấy bạn đang gặp phải những vấn đề sức khỏe. Do đó, bản mệnh nếu đang có thói quen này thì ngay lập tức ý thức hơn với việc này, để mỗi khi nói chuyện không còn rung chân nữa. Quý vị thân mến, bí quyết cải mệnh tuổi Nhâm Tý tháng này: hãy thường xuyên tích đức hành thiện và làm nhiều việc tốt. Nếu có cơ hội, hãy cố gắng giúp đỡ những người lớn tuổi và tất nhiên là không mong cầu báo đáp bất cứ điều gì. Hãy thường xuyên thăm hỏi và trò chuyện cùng họ. Đồng thời, bạn cũng nên xây dựng những mối quan hệ tốt đẹp khác. Khi bạn không ngừng giúp đỡ những người xung quanh, thì hạt giống thiện lương sẽ được ươm mầm và nảy nở. Một ngày nào đó bạn sẽ nhận được thành quả. Hãy sống một cuộc đời đúng đắn, luôn giữ vững phẩm hạnh và lòng nhân ái. Nếu có thể làm được như vậy thì phúc còn chưa đến, quả đã tức khắc rời đi. Hãy xây dựng kế hoạch mà bạn muốn thực hiện trong tương lai một cách chi tiết và tỉ mỉ. Hãy giữ kín những hoài bão này, không tiết lộ điều này với bất kỳ ai, ngay cả với cha mẹ hoặc đồng nghiệp xung quanh, và kiên trì theo đuổi mục tiêu của mình một cách lặng lẽ. Đến lúc bạn đạt được thành công mà bản thân mong muốn rồi, mọi người sẽ cảm thấy thực sự bất ngờ và trầm trồ với những cố gắng của bạn. Ngược lại, nếu bạn vội vàng chia sẻ kế hoạch của mình ra và sau này sự việc không được như kỳ vọng, thì những chia sẻ trước đó có thể sẽ làm bạn gặp phải phiền toái. Nếu những tính toán của bạn không được như bạn mong muốn, có thể tương lai bạn sẽ phải đối diện với những lời châm chọc khiến bạn cảm thấy tổn thương lòng tự trọng. Đôi khi, trong cuộc sống sẽ có những điều không thực sự cần thiết phải chia sẻ ra, và nếu như chúng ta không để tâm thì rất có thể sẽ tạo ra cơ hội cho những người ghen ghét tìm cách đàm tiếu sau lưng. Hãy giữ tinh thần ở trạng thái tốt nhất, duy trì một thái độ tích cực và lạc quan. Trong cuộc sống, cho dù gặp phải bất cứ sự việc gì, dù tốt hay xấu thì chúng ta cũng không nên cảm thấy quá đỗi vui mừng hay thất vọng. Đồng thời hãy cố gắng để không chịu tác động bởi trường năng lượng của người khác. Chúng ta cần phải giữ vững tâm trí và tốt hơn hết là tránh xa những điều thị phi đang xảy ra xung quanh mình. Điều này đồng nghĩa với việc chúng ta phải thực sự có trách nhiệm đối với bản thân, bằng cách suy xét kỹ lưỡng trước khi đưa ra một quyết định nào đó. Hãy thức tỉnh sức sống đang ngủ yên trong bạn, đừng để bản thân mình mắc kẹt trong không gian bốn bức tường một cách lặng lẽ. Khi con đường phía trước của chúng ta liên tục được kiến tạo bằng những bước chân không ngừng nghỉ, tâm hồn của bạn được sẽ tự do bay bổng nơi không gian bao la, và vận may sẽ dần dần mỉm cười với bạn. Khi bạn tràn đầy năng lượng và nhiệt thành thì may mắn sẽ luôn gõ cửa, giống như một người bạn đồng hành tin cậy. Dòng nước ngừng chảy sẽ cô đọng và sinh ra bùn lầy, con người đứng yên bất động sẽ dần bị thời gian lãng quên. Hãy cùng nhau vận động để cuộc sống luôn tươi mới và rực rỡ bạn nhé.